Còn bây giờ em sẽ hỗ trợ cho anh em mình không đưa một đồng nào luôn, vẫn lấy cá mang về chơi trước. Đó. Nếu anh em muốn chơi cá đẹp mà anh em hiện tại lúa chưa có thì anh em cứ tới đây lấy cá mang về. Hả? Chơi khỏi cần đưa lúa cho em luôn. Chơi lớn luôn anh em ha. Ok, nói chơi chứ mọi người. Chúng ta thì cũng lâu rồi em không có chia sẻ về vấn đề góp cá cho mọi người chúng ta ha. Thì hôm nay làm clip chia sẻ mọi người chúng ta lại về góp cá, để cho anh em mình, những em nào mà chúng ta chưa biết thì chúng ta có thể tham khảo về vấn đề góp cá ha. Góp cá thì thí dụ như một con cá mồi cũ thì có hai loại hình mà anh em có thể góp. Một là anh em chúng ta mang căn cước theo rồi chúng ta đến rồng Việt Nam, thì bên em sẽ trước tiên là sẽ tư vấn hỗ trợ về nhu cầu của mọi người chúng ta, về anh em muốn lụm con huyết tầm bao nhiêu cũ đó, rồi tư vấn cho anh em về các cái gói góp ha mọi người ha, góp theo tháng, ít nhất là 7 tháng nè, 9 tháng, 12 tháng, 15 tháng, 18 tháng, tùy theo cái anh em mình chọn ha. Có thể góp tối đa đến 30 củ đó. Thì ví dụ một con cá 10 củ thì anh em có thể đưa trước bao nhiêu thì đưa, còn nếu anh em chúng ta không có muốn đưa thì chúng ta không có đưa trước cũng được luôn. Bên em sẽ làm dịch cái đó cho mọi người chúng ta, để làm sao anh em có thể mang cá về mà không cần đưa trước cái gì hết ha. Đó là một hình thức. Hai nữa là một hình thức cho anh em ở xa, ở tỉnh, có rất rất là nhiều anh em ở tỉnh liên hệ để góp, nhưng mà cái hình thức góp từ xa đó thì nó sẽ khó duyệt hơn, đa số là duyệt rất là khó. Anh em phải chứng minh thu nhập nè, rồi là cái đó là hình thức là bên ngân hàng sẽ chuyển lúa cho anh em, rồi anh em mới chuyển cái lúa đó qua cho bên em để mua, để tậu lúa, tậu cá anh em ha, để anh em lụm mấy con cá về cho anh em mình chơi đó. Thì lúc đó anh em sẽ tự đóng cái tiền góp hàng tháng cho bên ngân hàng, và anh em tới cửa hàng này cũng như vậy, tức là khi anh em tới anh em lụm cá về anh em chơi thì hàng tháng anh em vẫn bên ngân hàng sẽ liên hệ với anh em để mình đóng góp lúa ha, đó cho bên ngân hàng, và bên em là không có dính vô cái vấn đề đó. Bên em không có chức năng để góp tay đôi mọi người ha. Có rất là nhiều người là thôi anh nợ xấu, anh không muốn làm hồ sơ, anh muốn góp tay đôi với em, và công ty của em không đủ chức năng, không đủ quyền để làm góp tay đôi, đó là không đúng nha mọi người nha. Chỉ góp thông qua một cái đơn vị thứ ba là ngân hàng đó anh em ha. Có thể anh em không đưa trước cũng được, và đưa trước cũng được đó. Nếu mà anh em muốn góp hơn 30 củ thì anh em phải có thêm, ví dụ như là bằng lái xe hay là bản lương hay là gì đó, thì muốn góp thêm 40-50 củ vẫn được ha. Còn đa số một người bình thường thì có thể góp tới đây 30 củ đó, có lãi nha, có lãi đó, nó khoảng tầm 1.89 cho đến tùy theo cái mức độ anh em mình ấy ha. Đó, thời gian góp là từ 7 đến 18 tháng tùy anh em mình chọn nè. Rồi có một thể loại nữa là góp mà không có lãi, tức là những anh em mà chúng ta có cái thẻ tín dụng, cái thẻ tín dụng thì anh em tới đây anh em quẹt và anh em chuyển đổi cái đó qua góp qua thẻ tín dụng, thì lúc đó cái đơn vị ngân hàng của mấy anh em nó sẽ không có tính lãi đó, mà nó có cái phí chuyển đổi của cái từ cái quẹt thẻ tín dụng qua góp đó, là chia sẻ với anh em mình như vậy ha. Còn tất cả anh em tới đây trên cái bill của anh em hồ này, cá hay đèn hay là bất cứ cái dịch vụ nào của bên em đều được góp hết, chứ không phải là cá mới được nha, chứ không phải là hồ mới được, mà tất cả cái gì
cứ trên 2 củ là anh em sẽ được góp. Ok ha. Đó. Hồi trước thì anh em phải đưa trước là 10% đổ lên. Còn bây giờ em sẽ hỗ trợ cho anh em mình không đưa một đồng nào luôn, vẫn lấy cá mang về chơi trước. Đó. Miễn anh em là cái hồ sơ anh em mình sạch, không có bị nợ xấu, không có bị mấy cái này kia. Đó. Anh em có thể nhờ người thân đứng góp giùm nếu mà hồ sơ của mình bị xấu hay như nào đó. Đó. Nhưng mà cái người đó nó phải ok nha anh em, phải thân thích với mình ha. Nếu mà không mình lãnh cô ta xong rồi cái mình góp xong rồi cái người ta không đóng thì mình cũng mệt đó. Đó. Thì ở tỉnh thì nó sẽ hơi khó hơn xíu. Thì anh em nào mà tới được đây thì sẽ làm hồ sơ rất là dễ, còn nếu mà anh em ở xa thì cũng làm được. Nhưng mà nó sẽ khó hơn xíu nha. Cái đương nhiên rồi. Anh em mình suy nghĩ đơn giản đi. Người ta không biết mình là ai, không biết mình ở đâu. Tự nhiên người ta sao người ta dám đưa cái lúa cho mình xài, đúng không? Người ta phải nắm cái gì đó thông tin, người ta chắc cú, người ta tin tưởng thì người ta mới dám đưa lúa cho anh em, đúng không? Đó. Còn em thì thứ nhất là em không có dịch vụ, không có chức năng, công ty không chức năng góp tay đôi. Đó. Chứ còn nếu mà góp tay đôi chắc cả ngàn người tới để góp luôn á. Nhưng mà không có được, mình không làm được cái chuyện đó anh em ha. Đó. Còn hồ, cá, đèn, vân vân, thuốc hay là máy bơm, máy biết gì góp được hết. Anh em thích góp là góp. Đó. Mọi nhu cầu anh em muốn đó, bấm cái số đó. Đó. Hotline. Thì bên em sẽ hỗ trợ cho mọi người chúng ta từ có anh em hỏi là bây giờ góp á thì chỉ làm giờ hành chính thôi hay là góp phải có ban đêm được không? Tại vì nhiều khi anh em đi làm. Đó thì góp là bên em sẽ làm từ 8 giờ sáng cho đến 9 giờ tối. Là trong cái giờ đó anh em cứ đến, chủ nhật cũng làm, thứ bảy cũng làm, ngày lễ cũng làm luôn. Đó, anh em muốn lễ 8 tháng 3 làm luôn. Đó, 8 tháng 3 mà anh em dẫn vợ theo đi một cái, giảm thêm cho anh em mình 5 xị. Đó, anh em mà dẫn bồ với vợ chung thì giảm thêm 2 triệu. Giờ chung. dẫn bồi vợ đi mua cá chung là sẽ giảm hai củ nha anh em, cho đơn huyết long nha. Đó. Rồi ok, vấn đề anh em thắc mắc về góp em sẽ giải đáp trong clip này. Anh em nào mà thấy còn thông tin nào là muốn chia sẻ thì chúng ta comment bình luận bên dưới ha. Đó, em sẽ làm clip để chia sẻ tiếp cho người chúng ta. Đó, anh em nhớ bấm đăng ký, like, share kênh giúp em nha, để có thêm động lực để làm thêm những clip cho người chúng ta ha. Rồi ok, chào tạm biệt mọi người nha, bye bye.